À, đất ở trung tâm thị trấn Vĩnh An, hôm bữa gửi 1,2 tỷ, hôm nay giá giảm còn 1 tỷ. Em Mai xin mời cả nhà. À, đây là con đường có tên là đường trung tâm thuộc thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. À, từ vị trí này đi ra trục đường chính đường tỉnh lộ 765 là khoảng 500 m ha. Ở ngoài đường tỉnh lộ 765 cách đây 500 m là có Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu nè, Tòa án huyện Vĩnh Cửu nè, rồi Công an huyện Vĩnh Cửu, Trung tâm văn hóa thể dục thể thao, tất cả các cơ quan hành chính nằm ở ngoài trục đường chính. Còn ở đây là cái đường đường nhánh, đường này có tên là đường trung tâm. Ở đây xung quanh là nhà cửa đông kín như hiện trạng nè cả nhà. Cả nhà mình nhìn thấy một vòng xung quanh đường rồi ha. Đường này là đường nhựa, buôn bán ở đông kín, trung tâm thị trấn Vĩnh An ha. Rồi ngay ở cái vị trí này đi vào chỉ khoảng là em Mai ước lượng coi, 70 m, không 50 m là sẽ tới một cái miếng đất cần bán ngày hôm nay. Tổng diện tích đất là 149 m, và sổ riêng ha, đất ở tại đô thị luôn cả nhà, giá 1,2 tỷ, bây giờ giảm còn 1,1 tỷ. Đây là con đường hiện hữu, đường nhà nước luôn ha, hiện tại là đường bê tông. Đây có cây xoài, quay cho cô chú anh chị coi, trái lủng lẳng luôn nè, phóng ra cho cô chú anh chị coi, trái quá chừng trái luôn. Mùa này bất động sản giảm giá nhiều như là trái cây vô mùa luôn. Xin mời cô chú anh chị mình nè. Quá chừng quá đất trái nè, đã chưa. Rồi đây là đường hiện hữu nha, đường hiện hữu, đường nhà nước, đường bê tông luôn. Đi vô đây nếu mà 70 m là ok, là đúng chứ không phải 50 m đâu. Đường hiện hữu nhà nước nha cả nhà, không phải là đường xóm đâu. Ranh giới cái đường này, phía sau cái tường này thì có cái mương nước, cái mương nước chảy phía sau cái tường này ha. Đường này là đường bê tông khoảng 4 m, đường bê tông hình chữ L, từ đây quẹo vô là hình L. Xe hơi vào thoải mái nha cả nhà. Đây cả nhà mình, em Mai mời cả nhà mình nhìn một vòng xung quanh đường chữ L, phía sau bức tường là cái mương nước, nhìn một vòng xung quanh đi, cảnh quan ha. Đất này là đất gia đình, họ phân lô ra bán, thì hiện tại là sổ riêng, thổ cư là đất ở tại đô thị luôn ha. Do đây là một trung tâm thị trấn Vĩnh An cho nên là đất trung tâm thị trấn, nên là đất ở đô thị ha. Và đây là cái miếng đất nhà mình, đây bắt đầu từ cái vị trí này kéo qua là 6,8 m. Ở đây em Mai thấy có cái ranh nè, đây cho cô chú anh chị mình coi cái ranh đất nha. Đây ranh ranh giới rõ ràng nha cả nhà, đây 6,8 m và kéo dài vô bên trong, một cạnh là hai cạnh luôn 21 m, kéo dài vô bên trong là 21 m, ngang 6,8 m, dài 21 m, và phần nở hậu là 7,4 m ha cả nhà ha. Trên đất là bằng phẳng, không có mồ mả gì ha, không có điện cao thế đi qua. Ở góc bên phải là có cột điện luôn, để là đường nè, điện nè, đất bằng phẳng nè, ngang 6,8 m, dài 21 m, nở hậu là 7,4 m, tổng diện tích là 149 m, và đất ở tại đô thị 100% ha, sổ riêng, vào là xây nhà ngay, đường thì xe hơi vào tới đất thoải mái luôn. Cách trục đường chính đường trung tâm là khoảng 70 m thôi. Tài quang cảnh xung quanh rất tuyệt vời đúng không cả nhà. Đến đây thì em Mai sẽ bổ sung cái đường từ ngoài đường đi vào đám đất này, từ ngoài đường trung tâm thị trấn Vĩnh An vào cái đám đất này, để cả nhà mình xem đường đi thì có ok không ha. Em Mai xin mời cả nhà mình xem đường. Em Mai bắt đầu bằng đường Ngô Quyền. Đây là con đường trung tâm của thị trấn Vĩnh An. Ở đây thì giống như là một cái khu đô thị đó, nên là cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, một cửa điện lực đồ tập trung ở trên con đường này là đầy đủ ha, tiện ích không thiếu thứ gì. Mình rẽ trái vào con đường này có tên là đường Nguyễn Trung Trực.
Đây là quang cảnh của con đường Nguyễn Trung Trực, mình đi khoảng 500 mét thì bây giờ là mình rẽ phải. Rẽ phải là mình vào đường trung tâm rồi đó. Bây giờ mình rẽ phải nha. Rồi, rẽ phải vào đường trung tâm, mình đi khoảng 200 mét là tới đám đất rồi. Đó, đây là đường trung tâm nè cả nhà. À, mình đi tới chỉ 200 mét, từ đường Nguyễn Trung Trực đi vô 200 mét là tới đất rồi nha. Bây giờ em Mai xin tổng kết lại thông tin của thửa đất như thế này. Ngang 6m8, dài 21, nở hậu là 7m4, tổng diện tích là 149m2, sổ riêng và đất ở đô thị vào xây nhà ngay, đường xe hơi vào tới đất, thoải mái luôn ha. Cách trục đường chính, đường trung tâm là khoảng 70m, cách đường tỉnh lộ 767 là 700m. Ở đường tỉnh lộ đó là trung tâm hành chính của thị trấn Vĩnh An luôn ha. Cách chỉ 700m là cách đường tỉnh cũng như cách trung tâm thị trấn là có 700m thôi ha. Giá chính chủ cần bán gấp là giảm giá ngày hôm nay. Giá một thửa đất vào xây dựng ở ngay như thế này chỉ 1 tỷ đồng thôi ha. Rồi bây giờ về cái đường đi á, thì em Mai đo cách đường tỉnh 767 trung tâm thị trấn Vĩnh An là 700m. Cách cấp mắt Biên Hòa là trung tâm của Biên Hòa luôn, chỉ 30 km. Và cách cầu vượt Hàng Xanh, ngã tư Hàng Xanh của Hồ Chí Minh là 55 km. Là em Mai đo cái khoảng cách chính xác từ vị trí này về những cái điểm đó cho bà con mình được nắm ha. 1 tỷ cho một cái lô đất xây nhà ngay, thổ cư, sổ riêng, hoàn thiện ngay trung tâm thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai là một cái giá rất là mềm. So với trước đây. Em Mai xin mời cả nhà mình ha. Em Mai xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.